giá trên 400 triệu em à. Viên này là viên mà anh rất là tâm đắc, mà hầu như tất cả những viên kim cương của Kỳ Lân mình là không làm hàng sô bồ. Anh Kỳ Lân ơi. Ơi. Wow, em thấy kim cương người ta đính trên nhẫn không à? Hình như trên quần của anh cũng có đính kim cương đúng không? Đúng rồi, kim cương này, kim cương gắn lên vàng hồng nguyên khối AU750 của Kỳ Lân chế tác này. Đẹp không? Đẹp không? Mà em thấy nó sáng chứ nó chói quá anh. Viên này mấy ly vậy anh? À, viên này là 7 ly 2. Và biết tại sao nó sáng nó chói không? Tại vì viên này là viên mà anh tuyển chọn. Viên này anh tuyển chọn những thông số đẹp nhất theo tiêu chuẩn quốc tế. Viên này là viên 7 ly 2 nước đi VVS1 3 Excellent Quỳnh Quỳnh Ninh luôn. Mà cái viên này á là cái viên mà độ dày và thông số mặt bàn chiều cao, tất cả là anh tuyển chọn rất là kỹ. Không những viên kim cương chủ này 7 ly 2 đẹp mà bên ngoài xung quanh là một vòng tròn được đính những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên nhỏ, tuyển chọn từng viên một đưa vào nữa, nên là sự lấp lánh từ viên kim cương chủ và những viên kim cương xung quanh, và kết hợp với bề mặt nền được Kỳ Lân xử lý chuyên nghiệp về độ cao cấp bóng sáng và lấp lánh từ vàng hồng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại vàng hồng logo này. Dạ, viên tuyển chọn như vậy thì giá thành bao nhiêu vậy anh? Giá trên 400 triệu em ạ. Viên này là viên mà anh rất là tâm đắc, mà hầu như tất cả những viên kim cương của Kỳ Lân mình là không làm hàng sô bồ. Tất cả những viên kim cương của Kỳ Lân mình là những viên tuyển chọn, mình không bán đại trà. Vì vậy hầu như những viên nào mình chọn để giao lưu với quý khách đều phải đủ tiêu chuẩn thông số quốc tế về độ sạch, độ đẹp, độ dày cũng như là trọng lượng của viên kim cương, và giá phải tốt nhất để phục vụ giao lưu đến với tất cả quý khách. Dạ, như vậy thì mình đi với hoạt động thì nó có dễ rớt ra không anh? Chắc chắn là không rồi, nghĩ sao mấy trăm triệu đây mà dễ rớt như vậy thì anh làm sao dám đeo. Đây, trong này anh đã thiết kế vặn cứng lại rồi nên là không có rớt đâu. Dạ, vậy thì mình thay quần khác thì sao anh? Thay quần khác luôn hả? Chứ bạn nó kỳ. Ok em, thay quần khác hả? Thay quần khác thì anh lại vặn ra và anh lấy gắn vào quần khác, anh lại khóa lại tiếp. Thế là bạn được những cái quần mình muốn luôn luôn thay đổi. Khi mà quý khách có nhu cầu về những viên kim cương tuyển chọn đẹp và chế tác trang sức cao cấp luxury theo yêu cầu thì hãy liên hệ Kỳ Lân nhé. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.